Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc IQ Neo 9S Pro Plus, một ông trùm gaming trong tầm giá 10 củ các bạn nhé. Snapdragon 8 Gen 3, hơn 2 triệu điểm AnTuTu và chiếc máy này có thể quẩy Genshin Marketing rất tốt được ạ. Chơi 20 phút chỉ 41 độ C mà thôi. Đây là một chiếc máy không phải gaming phone mình đánh giá nhé, là mạnh nhất tầm giá được ạ. Vậy nên mình nghĩ là sắp tới chiếc máy này về Việt Nam ấy thì kiểu gì cũng sẽ bán chạy nha. Nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test thêm giúp các bạn xem là ngoài gaming ra thì các bạn dùng là máy chính có ok không, bằng cách là test thông báo em nó nhé. Bắt đầu video. Rồi, trước khi test thì đây sẽ là thông tin của chiếc IQ Neo 9S Pro Plus, màn hình hơi sáng. Này, Origin OS 4.0 này, RAM 16GB, bộ nhớ 512 luôn, quá tuyệt vời. 3 ngày nay mình dùng chiếc máy này rồi thì một thông tin đầu tiên nhé. DRM Info, chiếc máy này sẽ là chuẩn L1, được chưa? Tức là sao? Với những bạn tín đồ của Netflix thì các bạn sẽ xem được 4K, ngon này, không vấn đề gì cả. Về cái phần GPS thì mình cũng dùng khoảng tầm 3 ngày nay là ok, được chưa? Hiện tại định vị thì nó lệch khoảng tầm 2-3 mét thôi. Và mình chưa gặp tình trạng là bị lag GPS phát nào các bạn nhé. Tất nhiên, để mà biết ổn định hay không thì phải dùng lâu dài thêm nữa. Nhưng mà đấy, hiện tại 3 ngày là ok. Tất nhiên rồi, chiếc IQ này thì có sẵn tiếng Việt này, ngon lành luôn. Riêng cái Safe Play thì các bạn phải cài thêm nhé. Các bạn sẽ phải lên Google xong rồi search cho mình cái file Safe Play APK, cài phát là xong, được chưa? Đây, mình tải về mình cài này. Còn bây giờ sẽ là phần chính của video, test thông báo. Nhưng mà trước khi test ấy thì vẫn như mọi khi thôi, với những máy Trung Quốc thì mình khuyên anh em nhé, để mà thông báo ổn định thì các bạn giữ cho mình vào này, bấm mất thông tin. Các bạn vào cho mình thời lượng pin, quản lý mức tiêu thụ pin dưới nền này. Các bạn cho phép giúp mình là mức sử dụng pin cao dưới nền nha. Nó sẽ tốn pin hơn nhưng mà sẽ giúp thông báo của máy ổn định hơn các bạn nhé. Tiếp theo, các bạn kiểm tra lại cho mình cái phần thông báo nha, tại vì mặc định nó hay bị tắt lắm. Anh em nhớ bật lên cho mình nha. Đây, kiểm tra tất cả thông báo này, hiển thị trên màn hình khóa này, được chưa? Tiếp tục vào cái phần quyền, cấp full quyền giúp mình, tại vì sao? Mặc định này, đang chưa cấp quyền gì cả thì mình nghĩ khả năng rất cao là sẽ bị mít anh em nhé. Tất nhiên là một vài cái quyền nó kiểu không liên quan lắm, nhưng mà mình thấy là cứ mở full lên, đằng nào các bạn chuẩn bị theo dõi và làm gì có dữ liệu gì quan trọng đâu, đúng không? Thôi cứ bật lên cho mình nhé, nhớ cần thông báo ngon, được chưa? Đấy là những cái cơ bản nhất các bạn phải setting nhé. Ngoài ra bạn nào mà biết những cái mẹo cao cấp hơn thì comment cho anh em biết nha. À, các bạn tắt giúp mình cái phần là tạm dừng hoạt động trong ứng dụng này. Đấy, để tránh tình trạng là nó sẽ đóng băng app, tiết kiệm pin, được chưa? Ok. Và mình sẽ làm tương tự như vậy với 4 app còn lại nhé. Thời lượng pin này, quản lý tiêu thụ pin này, mức sử dụng pin cao, ok. Kiểm tra thông báo, đã bật full, ok. Quyền, bật full quyền cho mình. Và tắt cái phần tạm dừng hoạt động, ok. Ok, và các bạn cũng vào giúp mình cái phần setting này, tùy chỉnh thêm một thứ nha. Thông báo và thanh trạng thái này, thông báo màn hình khóa thì các bạn tích cho mình là làm sáng màn hình khi nhận thông báo. Đấy, khi ấy thì lúc có thông báo ấy, máy nó mới sáng lên thông báo cho các bạn nha. Ok, và mình sẽ test với trường hợp đầu tiên là khi mình mở đa nhiệm của máy. Đó, trường hợp dễ trước, được chưa? Mình có cài khóa màn hình anh em nhé. Đấy, có vân tay luôn, được chưa? Mình sẽ dùng em Xiaomi 13 Pro của mình để nhắn tin sang anh em nhé. Còn đây là chiếc K70 Pro dùng để đo đồng hồ thôi, đối thủ của nhau. Ok, đầu tiên thì mình sẽ thử những cái dễ trước, đó là mình thử video call Zalo này. Có thông báo nhưng mà lại không sáng màn hình anh em ạ. Đấy, cuộc gọi nhỡ thì mới thông báo lên nhé. Để mình kiểm tra xem rõ ràng là mình bật đánh thức màn hình rồi đúng không anh em. Đấy, sáng màn hình hay là phải quay lại nhỉ? Hay mình chưa quay lại nó chưa lưu nhỉ? Thử lại anh em nhé. Vẫn thế. Không phải, nó setting khác anh em ạ. Nó setting khác. Cho phép thông báo màn hình khóa rồi này, nhưng mà sao lại không lên ta? Không hiểu kiểu gì. Mình thử các kiểu nhưng không tìm ra anh em ạ. Thôi mình thử nhắn tin xem nào nhé. Đấy, tin nhắn thì ầm ầm luôn, nhưng mà video call thì lại không sáng màn hình lên. Không hiểu kiểu gì. Đấy,
hơi khó hiểu nha. Anh em nào biết cái vụ này thì comment giúp mình phát, hiện tại mình tìm chưa ra. Ok, mình sẽ thử gọi Messenger xem này. Cũng thế này anh em ơi. Có thông báo nhưng mà không sáng. Ủa là sao ta? Nhắn tin thì ầm ầm nhé. Ủa tại sao nhỉ? Thôi mình cứ test mấy cái app kia trước nhé. Tí mình sẽ quay trở lại tìm cái vụ này sau. Comment Facebook này. Để comment à? Không lên anh em ạ. Này, bật sáng màn hình không có gì anh em nhé. Kéo xuống này cũng không có gì này. À đây, đây, nó chậm anh em nhé, nó chậm rồi, chậm ít nhất là chậm 50 giây rồi. Ủa, những con IQ khác thì ok phết mà, con này lại có vấn đề à? Trong khi mình vẫn đang bật đa nhiệm nhé. Thử phát cuối là Gmail xem nào. Hay mình thử comment Facebook lại phát nữa nhé. Có thể là nó out đa nhiệm chăng? Đấy, bây giờ thì lên ngon. Tức là sao nhỉ? Tức là máy Trung Quốc nó hay bị out đa nhiệm anh em ạ. Thế này thì dùng là chắc chắn bị mít rồi, chắc chắn rồi. Ok, mình sẽ thử với cái Gmail. Nó không ổn định nha. Như kiểu là mình vừa dùng những cái app khác, xong rồi nó sẽ out đa nhiệm của Facebook ra ấy. Thôi cứ thử Gmail nhé. Hỏng rồi. Gần 1 phút cho tới giờ này lại mít à. Bình thường nếu mà ngon là khoảng tầm 19 giây là lên rồi. Đấy, không gì anh em nhé. Có không? Không có. Nha. App không báo gì nhé, vào app này. Không có. Thử F5 phát. Thì nó mới hiện ra ở toàn, Gmail toàn anh em nhé. Rồi, mình sẽ thử trường hợp thứ hai, đó là khi mình tắt đa nhiệm. Ok, không còn gì này. Mình thử lại cái Zalo Call nhé, xem là có lên hay không. Không báo luôn, đỉnh. Con này nó bị làm sao rồi. Mấy con IQ Neo 9 nó còn ngon, con này có vấn đề rồi anh em ạ. Cùng setting giống IQ Neo 9 nhé. Không lên luôn, không báo gì luôn đỉnh. Không liên lạc được luôn, đỉnh chưa anh em. Vào Zalo này, thông báo cô có nhớ. Đỉnh chóp, đỉnh chóp. Nhắn tin này. Đã gửi, chưa thấy đang nhận. Toàn, thử Messenger luôn, chắc vẫn toàn. Không lên luôn mà. Nhắn tin nhé. Không báo gì cả luôn. Vào app thì mới thấy. Ok. Này thì Facebook, Zalo, Facebook Gmail thì lại càng toang chắc chắn luôn. Không báo gì anh em ạ. Đấy, không gì anh em nha. Ok, nói chung là được cái lọ thì mất cái chai anh em nhé. Con này chiến game ngon thì cái thông báo của nó hơi tèo. Đấy, thứ nhất là Zalo, Messenger khi mà anh em bật đa nhiệm ấy, dù là tùy chỉnh setting rồi thì không thông báo ra màn hình khóa, được chưa? Tin nhắn thì lên ok, nhưng mà video call thì sẽ không báo, được chưa? Khi các bạn tắt đa nhiệm thì gần như là mít sạch kìa. Cái gì cũng mít luôn. Thôi, con này thì các bạn chơi game thôi. Chờ xem mình tìm cách để mà fix thông báo em nó nhá. Ok, mình vừa vọc thêm được một chút, đó là anh em vào giúp mình cái phần là quyền này, tất cả quyền nhá, và bật full giúp mình những cái này lên, được chưa? Tại vì mặc định ấy, ví dụ như kiểu là Messenger này, quyền này, tất cả quyền này, mặc định sẽ bị tắt các bạn nhá, thì bật lên giúp mình đấy. Và bây giờ khi mà mình test Zalo Call này, mình thử tắt hết ứng dụng này. Thì nó lại ngon lành anh em ạ. Ảo chưa?
Nói chung là anh em máy tàu thì chịu khó là nghịch ngợm một tí. Đấy, Messenger cũng lên anh em nhé. Thì mình vọc nốt cái thông báo của Facebook phát nào. Tắt đa nhiệm nhé. Hình như vẫn không lên. Vẫn không lên anh em ạ. Facebook thì nó vẫn nhào. Đấy, và app thì mới thông báo anh em nhé. Ok, tổng kết lại về chiếc IQ Neo 9S Pro Plus thì đấy, cái phần thông báo của máy thì các bạn lưu ý giúp mình nhé. Phải vào trong rất là sâu được chưa ạ? Bật hết mọi thứ lên, quyền này, ôn quyền này, bật full lên giúp mình thì may ra nó mới thông báo được chưa ạ? Còn không ấy, mặc định là không thông báo đâu. Đây cũng là một cái kinh nghiệm chung dành cho những bạn mà dùng máy Trung Quốc nhé. Đa số đều phải vậy thôi. Để sẽ phải vào trong phần setting để mà tùy chỉnh lại, hoặc là các bạn sẽ phải up ROM giúp mình được chưa ạ? Ok. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc IQ Neo 9S Pro Plus? Muốn mình test thêm gì trên nó, hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua chiếc máy này tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghi. Giờ xin chào, bye bye.